Trong thời tiết se lạnh của những ngày đầu năm, có dịp trở lại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, chúng tôi cảm nhận rõ sự chuyển mình, đổi thay của địa phương miền núi vốn khó khăn này. Sau gần 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Thượng Ấm như khoác lên mình một bộ áo mới với nhiều gam màu tươi sáng. Các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội được đầu tư xây mới và nâng cấp khang trang. Người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thi đua, lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát huy. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%. Thu nhập đầu người đạt trên 35 triệu đồng một người trên năm. Có được thành quả ấy là do cấp ủy chính quyền địa phương luôn phát huy vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội, động viên nhân dân đoàn kết, phát huy mọi lợi thế sẵn có của địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Nhờ đó mà đời sống của người dân trong xã không ngừng được cải thiện và nâng cao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, thì dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã đã thể chế hóa ra các cái kế hoạch, nghị quyết để tập trung vào phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thì trong nhiệm kỳ qua thì thứ nhất là được sự đồng thuận của bà con nhân dân, thì là cái tình hình an ninh chính trị trên địa bàn là ổn định. Do vậy là cái việc phát triển kinh tế xã hội của xã là cũng đã được chú trọng. Thì hàng năm là Ủy ban xã cũng đã ngay từ đầu năm đã chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là trong cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thì bây giờ là cũng gần hết một nhiệm kỳ, thì căn cứ vào cái nghị quyết thì cơ bản là các cái chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội mà thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã là cơ bản đã hoàn thành các cái chỉ tiêu. Đến Đồng Bèn, một thôn điển hình trong các phong trào thi đua ở địa phương, chúng tôi bắt gặp một không khí lao động sản xuất thật khẩn trương. Với hơn 100 hộ gia đình, chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp, nhưng mức sống người dân ở đây khá cao so với bình quân chung của toàn xã. Nếu như trước đây, người dân ở thôn quen với tập quán làm nương, thả rông gia súc, thì nay với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động bà con đã thay đổi nhận thức và tập quán canh tác. Người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật để thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, đồng thời tích cực chuyển đổi sang trồng các loại cây rau màu ngắn ngày nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây ruộng cạn chúng tôi cũng chuyển đổi sang trồng màu, ví dụ trồng ớt hoặc là trồng dưa để cho nâng cao thu nhập. Nhà tôi thì thường thường hay đi trước, tức là trồng cái gì cũng trồng trước. Bây giờ dưa thì mới bắt đầu trồng, nhưng mà tôi cũng làm thử hai sào để xem như thế nào, nếu mà năng suất được đạt cao thì vụ tới là vận động chị em trồng nhiều hơn. Do diện tích trồng cây lúa nước không nhiều, nên những năm gần đây, bà con trong thôn đã tập trung vào chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa và trồng rừng. Hiện nay, hầu hết các hộ gia đình trong thôn đều tham gia trồng rừng. Nhà ít thì có 1 đến 2 hectare, nhà nhiều thì đến hàng chục hectare. Do được hướng dẫn khoa học kỹ thuật, nên rừng trồng của bà con đều phát triển tốt và trở thành cây làm giàu cho nhiều hộ dân nơi đây. Điển hình như gia đình anh Triệu Văn Học, với gần chục hecta rừng, được anh trồng theo phương thức luân phiên bằng giống keo lai, nên năm nào anh cũng có thu nhập cao từ trồng rừng. Thông qua cái việc trồng rừng này, thấy cái hiệu quả kinh tế gia đình cũng như là tất cả bà con trong cơ sở thôn bản, thôn xóm này là thấy là mọi người cũng đều nhận thức rất là tốt, vì thực tế là qua cái hiệu quả kinh tế của người ta tự trồng cũng không phải ra vận động nữa. Thì cái hiệu quả kinh tế từ trồng rừng nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao cho nhân dân. Đời sống kinh tế của bà con là phát triển. Từ cái việc đó thì phát triển kinh tế xã hội thôn bản này, tất cả một cái là đều đạt cái thành quả trong lao động rất là tốt. Nguồn thu nhập từ trồng rừng, chăn nuôi gia súc gia cầm đã giúp cho cuộc sống của người dân Đồng Bèn ngày càng khá giả. Trong thôn chỉ còn 2 hộ gia đình thuộc diện nghèo, 100% số hộ gia đình có nhà xây kiên cố,
sắm được nhiều phương tiện sinh hoạt đắt tiền. 100% hộ có điện thắp sáng, con em có điều kiện học hành. Đời sống nhân dân được cải thiện, các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới được người dân tự giác chấp hành. Bằng nguồn hỗ trợ xi măng của nhà nước, các hộ gia đình trong thôn đã đóng góp ngày công lao động để kiên cố hóa gần 1 km đường bê tông và kênh mương nội đồng đảm bảo phục vụ cho sản xuất. Được chỉ đạo của ủy ban xã rồi là các cái ban ngành trong xã với lại ở chi ủy chi bộ của thôn hầu như là chỉ đạo rất là sát sao về cái việc phát triển kinh tế. Nên bà con nhân dân trong thôn là hầu như là mấy năm gần đây là phát triển kinh tế mạnh không? So với lại trước đây là bây giờ gần đây là tăng trưởng rất là mạnh. Đặc biệt là cái rừng trồng, rừng là của thôn đạt phủ kín hết đất rồi, không có chỗ đất trống bây giờ. Bà con nhân dân hầu như là phát triển mạnh về rừng. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, cùng với tính cần cù, chịu khó và sự năng động của bà con nhân dân trong việc thay đổi phương thức canh tác, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nên nhiều hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Điển hình như gia đình anh Phạm Văn Điều. Trước đây cũng là một hộ khó khăn, nhưng do năng động, dám nghĩ, dám làm, nên anh đã trở thành hộ giàu trong xã. Từ suy nghĩ đồng ruộng quê mình nhiều, đến mùa lúa chín, bà con phải đi gặt lúa bằng tay, vất vả mà năng suất lao động lại không cao. Anh đã mạnh dạn vay mượn bạn bè, anh em, đầu tư mua 2 chiếc máy gặt trị giá gần 1 tỷ đồng để đi gặt thuê, phục vụ bà con trong xã, và nay đã vươn ra cả ngoài tỉnh. Là người chịu khó, những lúc nông nhàn, anh lại tập trung vào chăn nuôi hơn 600 con vịt thương phẩm. Do học tập được kinh nghiệm chăn nuôi nên đàn vịt của gia đình anh luôn phát triển tốt. Phát triển cái máy gặt thì về phục vụ bà con thì tôi cũng đi các xã lân cận, các huyện là từ Thái Nguyên sang Vĩnh Phúc đi gặt thì cũng có cái phát triển người ta chăn vịt. Tôi về tôi cũng theo hướng dẫn của người ta là tôi mua về chăn. Thì từ Tết giờ đến nay là cũng được 3 đàn, mỗi đàn là cũng được mỗi đàn là 200 con. Thì là tôi ba đàn thì cũng xuất bán một đàn là còn 2 đàn nữa. Để cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Thượng Ấm lựa chọn những nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Trong đó phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân được xác định là trọng tâm xuyên suốt. Vì vậy, cùng với việc tập trung xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xã đã triển khai tích cực các giải pháp, ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, đưa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Từ các nguồn hỗ trợ của tỉnh, của huyện, xã đã chủ động trong việc huy động nguồn vốn xã hội hóa cùng với nguồn ngân sách xã, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng quy hoạch cơ cấu kinh tế vùng màu, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại, thực hiện có hiệu quả các đề án sản xuất nông lâm nghiệp, nhất là đề án xây dựng cánh đồng có thu nhập trên 100 triệu đồng một hectare trên năm. Phấn đấu nâng hệ số sử dụng đất lên 2,9 lần, chủ yếu là trồng cây ăn quả, trồng rừng, cây rau màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tôi nuôi dê thì tôi thấy nó phát triển nhanh và tôi thấy rất tốt ở đây, thì lợi thế thì ở đây thì bà con người ta trồng rừng thì mình thì tận dụng cái vườn đồi dưới gầm cây, tán cây, bóng mát thì để nuôi con dê này thấy phát triển rất tốt. Nên vì vậy tôi nhân rộng mô hình lên. Năm vừa qua thì tôi cũng đã bán được hơn 1 tấn dê thương phẩm. Còn bây giờ trong chuồng tôi bây giờ vẫn còn một số để tôi bắt chuyển bị lại gây giống ra nhiều thêm. Đảng bộ xã Thượng Ấm chú trọng nâng cao năng lực của các chi bộ thôn bản, gắn lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với chủ trương xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xây dựng các mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp.
Với tinh thần đó, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó để nâng cao thu nhập cho người dân, thượng ấm vận động nông dân tập trung cải tạo vườn tạp, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, góp phần tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác. Ngoài ra, xã còn khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong trồng trọt chăn nuôi, phát triển ngành nghề dịch vụ, xuất khẩu lao động, làm việc ở các khu công nghiệp. Từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người trong xã đạt trên 30 triệu đồng trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%. Trên địa bàn xã chúng tôi thì có hơn 260 ha diện tích đất nông nghiệp, thế thì chủ yếu là tập trung vào sản xuất lúa. Ngoài cái diện tích sản xuất lúa ra thì đối với ủy ban xã là cũng rà soát những cái diện tích mà không có khả năng cây lúa thì đưa vào quy hoạch trồng các cái loại cây rau màu các loại trên địa bàn. Thì đây thì qua nắm bắt tình hình chung trên địa bàn xã thì cơ bản là các cái diện tích trồng màu của bà con nhân dân thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế cũng rất là ổn định. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện và phát huy được ý thức vươn lên của người dân. Để tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, nguồn lao động và các lợi thế của địa phương. Trong đó, Đảng bộ xã chú trọng, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đồng thời tích cực thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Cùng với đó, xã tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Có thể nói, trong thời gian qua, Đảng bộ xã Thượng Ấm đã có nhiều cố gắng và đã đạt được một số thành tích quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với chỉ tiêu đã đề ra, như phát triển đàn gia súc, tỷ lệ hộ nghèo giảm không bền vững. Trong thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất, thực hiện áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, mở rộng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập cho nhân dân. Xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác giảm nghèo, phát huy mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trước hết là từ nay đến đại hội thì là thứ nhất là vẫn phải tập trung vào chỉ đạo cho nhân dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Và thứ ba là phải Đảng bộ xã cũng đã chỉ đạo các cái chi bộ lựa chọn cái nhân sự để đưa vào cấp ủy của chi bộ, làm sao đó chọn những đồng chí có đủ năng lực, có đức và có tài để làm sao lãnh đạo các cái chi bộ cũng như là lãnh đạo thôn để thực hiện tốt các cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã. Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đặc biệt là quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền xã Thượng Ấm tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình phát triển nông lâm nghiệp, huy động nguồn lực, xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế, phấn đấu đưa Thượng Ấm trở thành xã phát triển của huyện Sơn Dương.